Không phải cứ có nhiều tiền, đời sống vật chất dư giả thì cán bộ sẽ không tham nhũng. Những trường hợp cán bộ bị kỷ luật thời gian qua là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Họ đã có đủ của cải vật chất khiến bao nhiêu người phải mơ ước. Nhưng với họ, như thế dường như vẫn chưa đủ. Tổng Bí thư chỉ ra thế này: tham nhũng về vật chất là bắt đầu từ tham nhũng về cơ chế. Tham nhũng về cơ chế bắt đầu từ tham nhũng về chính sách. Mà tham nhũng chính sách lại bắt nguồn từ tham nhũng quyền lực. Mà tham nhũng về quyền lực là bắt đầu từ tha hóa, từ tiêu cực ở trong đội ngũ cán bộ, đảng viên được giao nhiệm vụ cầm quyền. Tham nhũng bắt nguồn từ sự tha hóa quyền lực mà gốc rễ là do chủ nghĩa cá nhân tạo nên. Ở đây, những người cầm quyền đã biến quyền lực được giao phó để phục vụ cho nhân dân trở thành quyền lực của cá nhân, phục vụ cho nhu cầu, mục đích của riêng mình. Quá trình tha hóa quyền lực có thể biến một người tốt thành kẻ xấu, từ người khiêm tốn thành kẻ ngông cuồng, từ người thanh liêm thành kẻ tham lam, xa xỉ. Đó là câu chuyện mà mọi quốc gia trên thế giới đều phải đối mặt. Có thể thấy, tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực. Quyền lực chính trị ở tất cả các chế độ, tất cả các thời đại, nó đều có một cái thuộc tính là khi nó được giao vào tay những cá nhân cụ thể thì cá nhân đó luôn luôn có thiên hướng biến cái quyền lực đó thành cái quyền uy cá nhân của mình, thành cái cơ hội để mà lạm dụng, để mà trục lợi cho cá nhân, hoặc là về vật chất, hoặc là về tinh thần. Đấy là một cái quy luật chung của cái bệnh gọi là tha hóa quyền lực chính trị. Người Trung Quốc có câu: lấy pháp trị gần, lấy đức trị xa. Hiện nay pháp luật của chúng ta đã xử lý tốt những hành vi tham nhũng tiêu cực. Nhưng về lâu dài, chống tham nhũng tiêu cực không thể chỉ dựa vào hình phạt. Nền tảng cốt lõi ở đây là phải tạo dựng cho được một nền công vụ liêm chính với những cán bộ đảng viên liêm chính. Chỉ có vậy, khi cán bộ nắm giữ trong tay quyền lực, khi đứng trước những cám dỗ từ tiền tài danh vọng, họ mới đủ sức mạnh nội sinh để không muốn tham nhũng và sẽ không tham nhũng. Trên thực tế chúng ta thấy là có những thời kỳ, có những giai đoạn chúng ta phải xử lý rất là mạnh mẽ, kiên quyết. Nhưng đó không phải là cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta là cuộc đấu tranh đó. Cái vấn đề phòng chống tham nhũng nó phải bền bỉ và nó phải hiệu quả hơn. Giống như chúng ta nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Làm sao đừng để xảy ra tham nhũng. Và cái đó chính là cái điều mà chúng ta nói đến cái gốc gác câu chuyện. Đó chính là về đạo đức người cán bộ đảng viên, về cái sự liêm chính của những người giữ chức vụ quyền hạn. Đạo đức nó có một cái giá trị quan trọng như thế này: nếu như ai đó mà có đạo đức thì giữa đúng và sai, con người ấy sẽ chọn đúng và không làm sai. Thế còn pháp luật thì đương nhiên sợ mà không làm, thì câu chuyện nó lại khác thôi, phải không ạ? Nhưng đạo đức sẽ dạy cho chúng ta một cách là gì? Tự nguyện và tự giác. Đấy mới là cái lớn. Và nó sẽ là gì? Dư luận xã hội nó sẽ tác động làm cho con người ta biết xấu hổ trước cái sai. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt đề cao đến đạo đức liêm chính, coi đó là phẩm chất hàng đầu của cán bộ đảng viên. Người chỉ rõ, đã là người cách mạng thì ai cũng phải liêm, nhưng cán bộ, công chức, những người trong công sở phải lấy chữ liêm làm đầu. Liêm là liêm khiết, không tham ô, luôn tôn trọng, giữ gìn của công và tài sản của nhân dân. Liêm còn là trong sạch, không tham lam. Trong tác phẩm Đường Cách Mệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn người cách mạng phải ít lòng ham muốn về vật chất, không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham sung sướng, không ham người tâng bốc mình, phải chế ngự lòng tham về mọi phương diện. Tương phản với chữ liêm là bất liêm. Nhưng thực ra nó là lòng tham. Con người khi mà gọi là có lòng tham, anh tham về tiền của, anh tham về tiền bạc, anh tham về danh lợi, anh tham về cái sự tâng bốc mình, và anh tham cái này cái khác, mà thì cái đó nó bác dùng cái từ gọi là bất liêm. Bất liêm thì là
là Bác Hồ nói trích cái lời của ông Khổng Tử với ông Lão Tử ngày xưa thì nói những cái người bất liêm này không bằng con vật, tức là ăn cắp của công, tức là kẻ thù của nhân dân. Cho nên Bác Hồ nói là cán bộ phải liêm, còn pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm. Chứ ông Lenin ông bảo là nếu mà cái tình trạng mà tham nhũng hối lộ mà thịnh hành thì chúng ta không thể làm được một thứ chính trị nào hết. Đồng tiền nó vô hiệu hóa hết. Cán bộ, đảng viên phải luôn nhớ rằng, dù công khai hay bí mật, trực tiếp hay gián tiếp, bất liêm, tức là trộm cắp. Kẻ bất liêm do tham lam vô độ mà buộc phải trộm cắp những cái thuộc về người khác, đó là sự tha hóa về nhân cách. Công chức không chỉ cần liêm mà còn phải chính. Người có đức chính là người chính trực, đúng mực, công tâm, nên họ không chỉ hành động theo nguyên tắc. Việc phải thì dù nhỏ cũng làm, việc trái thì dù nhỏ cũng tránh, mà còn kiên quyết bảo vệ lẽ phải và đấu tranh quyết liệt với cái xấu. Thực hành đức chính rất khó, bởi nó đòi hỏi con người sự dũng cảm, tinh thần trọng nghĩa và trách nhiệm cộng đồng. Do đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng liêm là tiền đề, điều kiện của chính. Nhưng người có đức chính mới là người hoàn toàn, tức là đạt tới sự hoàn thiện về nhân cách. Liêm chính vừa là tiêu chí đạo đức cơ bản, vừa là thước đo bản lĩnh, khả năng chống lại sự tha hóa quyền lực của cán bộ, công chức. Chính là phải làm những việc ngay thẳng đúng đắn, không tà, biết phân biệt phải trái đúng sai, từ trong chính trị, trong đường lối quan điểm của Đảng, nhận ra ngay những cái luận điệu sai trái của những kẻ đối lập với Đảng, nhà nước, mà ta gọi là những lực lượng thù địch, luôn luôn có những cái lực lượng đó để cản cho cách mạng không lên được. Thực hành liêm chính thời nào cũng khó, đặc biệt trong bối cảnh ngày hôm nay, khi đồng tiền như có sức mạnh vạn năng, khi con người đề cao giá trị cá nhân với ham muốn, vật chất và lối sống hưởng thụ trỗi dậy. Vậy làm sao mới có được văn hóa liêm chính trong đội ngũ cán bộ đảng viên? Vừa qua, nhiều tỉnh thành phố trên cả nước xảy ra tình trạng công chức viên chức đồng loạt nghỉ việc. Đó là một trong ba khả năng sẽ xảy ra khi một người được trả lương quá thấp so với năng lực và khối lượng công việc được giao. Hiện nay, công việc ở khu vực công thì ngày càng áp lực, nhưng thu nhập của công chức lại không tương xứng, thậm chí là quá thấp. Trước thực tế đó, nếu cán bộ công chức không xin nghỉ việc thì sẽ xảy ra trường hợp gì? Thực tế đã chứng minh, lâu nay khu vực công vẫn luôn tồn tại một đội ngũ sáng cắp ô đi, tối cắp ô về. Bởi lẽ, khi họ giả vờ trả lương thì chúng tôi sẽ giả vờ làm việc. Tiếp theo, để đảm bảo cuộc sống, họ sẽ tận dụng vị trí để thu lợi, bù vào khoản thu nhập kém. Dù rằng không phải ai nghèo cũng tham nhũng, tiêu cực, nhưng thu nhập càng thấp thì cám dỗ càng lớn. Sống bằng lương là điều kiện cần để xây dựng văn hóa liêm chính. Chúng ta không thể biến cán bộ đảng viên trở thành vị thánh sống, liêm chính một cách giáo điều, không thực tế. Ngày xưa các triều đại quân chủ cũng phải lập ra một cái quỹ gọi là quỹ dưỡng liêm, tức là cung cấp cho họ một cái lượng lương thực này, tức là thóc lúa đấy, và tiền nong quần áo đầy đủ, đủ để họ không đến mức là phải tham nhũng, nhưng mà đủ để họ thấy cái to, cái giá trị của cái bổng lộc mà nếu anh tham nhũng, anh bị trừng trị thì sẽ mất sạch. Thế thì bây giờ chúng ta phải vận dụng cái đó. Cán bộ bây giờ không phải nghèo mới tham nhũng, nhưng họ sẽ thấy rằng là họ thanh liêm, họ vẫn có thể sống tốt, sống đầy đủ, sống đàng hoàng, sống và tự hào với cái liêm chính của họ. Ngày trước, cán bộ cách mạng ra chiến trường, họ được nâng đỡ bởi tổ chức, được gia đình ủng hộ, nhân dân tôn vinh. Bởi vậy, họ đã cống hiến đến giọt máu cuối cùng cho sự nghiệp cách mạng. Nhưng ngày hôm nay, những điều kiện bao bọc, nâng đỡ cho đức tính liêm chính của cán bộ đảng viên không những rất ít, mà họ luôn phải đối diện với vô số cám dỗ, với khả năng sa ngã rất cao. Bởi vậy, cần hơn hết những thiết chế cả về hành chính quản trị cũng như là thiết chế văn hóa để nâng đỡ cho cán bộ có được sức mạnh, cơ sở vật chất và tinh thần để trau dồi liêm chính đến suốt đời.
Tôi biết có những cán bộ rất thận trọng giữ mình, nhưng rồi cuối cùng họ vẫn không sớm thì muộn vẫn phải dính vào cái chuyện tham nhũng, tham ô. Có thể họ không, lúc đầu họ không chủ động để tự làm cho mình hư hỏng, nhưng họ đã bị cái cơ chế, cái vòng xoáy nó làm, nó cuốn họ vào. Nào là cấp trên, cấp dưới, nào là quan hệ thầy trò trong chính trường, thế rồi thì gia đình, vợ con, họ hàng, thế rồi thì thậm chí là cả những cái đánh đổi về quan hệ. Hôm nay anh tha cho tôi, ngày mai tôi mới tha cho anh. Nó tác động bây giờ, thưa các ông chí, là rất nhiều cách khác nhau, móc nối thông qua nhiều cái phương án khác nhau. Móc nối đâu có phải với cá nhân anh đâu, móc nối với cái gia đình anh, đối vợ con anh, rất nhiều phương án khác nhau. Nếu như chúng ta không giám sát, nếu như chúng ta không có phương án, đương nhiên là chúng ta sẽ đến lúc mắc lỗi. Đặc biệt trong một xã hội coi những khoản phí bôi trơn để được giải quyết một thủ tục hành chính là điều bình thường, những khoản hoa hồng để phê duyệt dự án là lẽ hiển nhiên, thì không thể xây dựng văn hóa liêm chính trong công sở. Bởi vậy, ở đây cần nhấn mạnh đến vai trò của người dân, bắt đầu từ việc nếu dân hiểu biết, không chịu đút lót thì quan dù không liêm cũng phải hóa ra liêm. Mà văn hóa liêm chính đấy không chỉ ở trước hết ở trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, những người có chức vụ, nhưng đấy phải là một cái môi sinh xã hội, môi sinh văn hóa chính trị của toàn xã hội. Người dân nào đến cơ quan công quyền cũng phải tâm niệm rằng mình đang đến một chỗ liêm chính. Cho nên ấy, bất kỳ có cái hành vi nào không liêm chính, gợi ý hối lộ, đòi hối lộ, vân vân, những người dân và doanh nghiệp thì ngay lập tức phải báo cho cơ quan công quyền. Cho nên đấy, tham nhũng, tham ô, tham nhũng là phải có hai bên. Điều quan trọng nhất vẫn nằm ở bản thân cán bộ đảng viên, không thể mãi đổ lỗi cho cơ chế. Đã là người đảng viên phải tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tu dưỡng đức tính, liêm chính, thường xuyên tự soi, tự sửa để hoàn thiện bản thân, hoàn thành nhiệm vụ đảng viên ngày một tốt hơn. Đặc biệt, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện liêm chính là công việc suốt đời và rất công phu. Nó phải được thực hiện trong mọi hoạt động thực tiễn, trong đời tư cũng như việc công, trong mọi mối quan hệ từ hẹp đến rộng, từ nhỏ đến lớn. Tuần là mùng 18, từ ngày mùng 8 đến sau. Đây là câu chuyện. Bởi lẽ nó như này, như tôi nói, một con người có thể hôm nay là vinh quang, nhưng mà ngày mai nếu như không tiếp tục rèn luyện mà cho rằng là gì, tự mãn đối với cá nhân, thì nó sẽ dẫn đến sai lầm và nó sẽ dẫn đến khuyết điểm. Cho nên điều quan trọng là phải suốt đời. Mà đã nói được suốt đời ở đây đấy, thì nó là câu chuyện như chúng ta thấy là phải là gì, kiên trì, là phải bền bỉ, chứ không phải là câu chuyện là khi hoàn cảnh đến có thể tác động. Rất khác nhau chứ. Và vì vậy cho nên nhiều người đã đổ lỗi cho thể chế. Thì có một cái điều rất quan trọng trong cùng với những cái điều khác, đó là mỗi một cán bộ đảng viên chúng ta phải tu thân chính tâm. Tu thân chính tâm tức là làm sao con người, cái tâm của anh nó trong trẻo, nó trong sáng, nó không vẩn đục. Và nếu mà anh có một cái lòng, một cái sự tu thân chính tâm như vậy, mà tu thân chính tâm đây là phải hàng ngày, phải suốt đời, từ việc lớn đến việc nhỏ. Chứ không phải anh chỉ nghĩ việc lớn thì tôi làm, còn cái việc nhỏ hàng ngày không nào, không phải. Anh phải luôn luôn, và đặc biệt nhất nữa là gì? Anh phải tránh xa vòng danh lợi. Giàu sang phú quý là điều ai cũng mong muốn, nhưng phải bằng sức lao động và sự cống hiến của mình, chứ không phải làm những chuyện khuất tất. Thời kỳ nào cán bộ cũng là công bộc của dân. Đã là đảng viên, nhất là người đứng đầu, thì nguyên tắc là phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, thực hành đức tính, liêm chính hàng ngày, tu dưỡng đức tính, liêm chính đến suốt đời. Vậy nhưng, cũng không thể biến cán bộ trở thành vị thánh sống, liêm chính một cách giáo điều, viển vông. Hơn hết, phải để cán bộ được sống bằng lương, gia đình, tổ chức, xã hội phải nâng đỡ họ bằng đầy đủ các thiết chế về quản trị hành chính và văn hóa. Có như vậy mới có thể xây dựng liêm chính trở thành văn hóa của cán bộ đảng viên. Đây cũng chính là cái gốc của việc chống tham nhũng tiêu cực, là giải pháp nền tảng lâu dài để đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, vững vàng trước mọi thách thức của thời cuộc.